Ông kia. À. Đâu rồi? Lá phù kia. Đâu rồi? Đâu rồi? Đâu rồi cái lá kia? Đâu rồi? Đâu rồi? Còn lâu mới tìm được nhá. Còn lâu mới tìm được nhá. Chạy đi. Chạy nữa đi. Đứng lại. Nào, đứng lại. Bà ơi. Ông chạy đi. Chạy nữa đi. Tôi xin bà. Quỳ xuống. Cái gì? Quỳ. Sao lại quỳ? Uống rượu cho lắm vào thì chắc quỳ. Ôi dồi ôi. Bà, tôi đường đường là ông phú ở làng này. Tự nhiên quỳ giữa đường. Rồi bà con làng nước người ta nhìn thấy thì sao? Xấu chàng thì ổ ai? Xấu mặt bà, xấu mặt tôi. Tôi làm sao mà quỳ được ở giữa đường này? Thế đến lúc mà ông bú rượu thì ông có ngại không hả? Rồi tiền bò, tiền lợn, ông đút hết vào cái nút chai. Bây giờ như ông muốn như thế nào hả? Bà phải để cho tôi trình bày. Trình bày cái gì? Táng mấy cái đau quá. Nhanh, trình bày nhanh. Ôi trời ơi, tôi có muốn uống rượu đâu. Nói thật với bà, tôi là tôi chúa ghét rượu đấy. Nhưng mà không hiểu vì sao gặp mấy cái lão phú ở làng bên này. Lão cứ đến là đổ cái rượu vào người tôi. Thì tôi đã phải né sang bên này tôi tránh được. Đấy, thế ông lại đổ rượu người tôi lại lé sang bên này tôi lại tránh được. Đấy, xong đến lần tiếp theo tôi lại lé sang bên này tôi tránh được. Lần cuối cùng, công đổ thẳng vào mồm, thế là tôi không né được nữa. Ngoan mồm tí muốn tôi. Trần đời tôi thấy có một thằng như ông đấy. Thế còn tiền cho ả đảo, rồi tiền vay cả làng đi uống rượu thì làm thế nào hả? Rồi ôi cái thôi quỳ xuống. Chưa, bình tĩnh, khổ lắm. Tiền cho ả đào là cái lúc uống rượu say rồi. Mấy cái lão phú lão cứ rủ dê đi vào đấy rồi thì mới phải mất tiền chứ. Còn tiền vay là chẳng qua là tiếp ông phú này, tiếp ông phú kia, đúng lúc không có tiền mới phải vay mượn người ta. Chứ tôi có muốn như thế đâu. Tôi sống từng ngần này tuổi rồi tôi chưa thấy một cái thằng nào như ông. Mà tôi may cho ông ấy là ông gặp tôi đấy. Chứ ông mà gặp thầy tôi thì ông bị đấm vỡ mồm rồi. Tôi xin. Quỳ xuống. Ê, nhanh. Không. Bà, cho tôi có ý kiến. Tôi có ý kiến một lần không nữa. Không ý kiến đi còn gì nữa. Ý kiến. Thế này nhá. Bà đừng đánh tôi nữa. Xong bây giờ về nhà. Bà muốn tôi quỳ tôi cũng quỳ. Bà muốn tôi trườn tôi cũng trườn. Bà muốn tôi nằm. Nằm ngửa tôi cũng nằm. Làm gì cũng được miễn là không đánh tôi. Về nhà thì quỳ làm cái gì nữa. Đây đã được chưa? Thế bây giờ ông muốn như thế nào? Lần thứ mấy rồi? Thì đây là lần thứ ba. Thứ mấy? Đừng đánh nữa. Thứ mấy? Năm. Lần thứ chín à? Bao giờ mới chưa hả? Không nhớ được. Ông cứ quỳ cho bao giờ ông không uống rượu nữa thì thôi, nghe chưa? Mình bao giờ mới không uống rượu nữa? Thôi mình ơi, cái gì thế? Ui, cái ông phú thường. Chú ất làm cái gì thế? Quỳ xuống. Cháu phú thường nhé, em đang tìm tiền đấy. Tiền bác phú ơi, tiền em đánh rơi tiền. Chả là sáng nay bán được lứa lợn, hai vợ chồng đi qua đây. Thế nào là đánh rơi tiền mà tìm từ lấy, không biết là luẩn quẩn ở đâu chân vợ em. Này chú ất, hôm nay nhà chú nhiều tiền thế à? Dạ nhiều tiền, vừa bán lứa lợn xong rồi. Thế thì nhiều tiền thì trả tiền đi. Tiền gì? Tiền gì hả bác? Mượn tiền của ông bao giờ? Tiền hôm trước chú mượn tiền tôi cho cô Đào. Ôi này, tôi mượn tiền ông bao giờ? Thì chú chẳng mượn, anh bảo hai hôm chú trả. Mà này là 2 tháng rồi. Thế phải cần vay tiền cho Đào nữa à? Cho Đào. Lão phú thường nhá, lão sổ lá nhá. Tôi không cho tiền. Cho mày chết. Ai bảo ông cho mày sò não ông? Để cho vợ ông nó uống nhông.
Xuân đã đến bên em, giáng xuân tuyệt vời. Xuân đã đến bên người. Ôi trời ơi! Một ôi mình tôi có ai cứu tôi? Đứng lại không bảo. Tôi xin bà. Ông ơi! Thôi đừng đánh nữa, đau lắm rồi. Ông ơi! Ông ơi! Ông ơi! Đánh! Đừng trách tôi nhá! Đứng lại! Đánh! Đứng lại! Ôi trời ơi! Chết tôi rồi! Ôi bắt được thì chết rồi! Hơi oánh à? Ngồi. Xem nào. Ôi trời. Ây da, ông con cười cái gì? Ôi sao con vợ tôi nó ác đến thế? Bảo sao lại có cái thứ người nó táng tôi? Rồi anh mặt. Từ mặt đến chân thì không biết ở chỗ nào nhỉ? Tim mặt, tim mày, sao nó gậy, nó thụi vào mạng sườn. Ui, nó đánh 4-5 phát vào mạng sườn. Nó táng tù cái mắt cá quỵ người xuống. Thôi. Sau đấy nó lại phang vào ông đồng 3-4 cái nữa. Thế sao hôm qua thằng nào chém to lắm cơ mà? Chém cái gì mà chém? Ở nhà, tôi nói một câu ấy là vợ tôi xanh mắt vào. Tôi oai hơn cả hổ. Thế nhưng mà cơ mà là thế này, cái chuyện là tôi sai. Cái tiền bán đứa lợn hôm vừa rồi khổ mấy cái con đào nó ngon quá hôm trước anh em mình đi đấy. Hôm sau tôi quyết định mang toàn bộ số tiền bán lợn. Tôi quay lại tôi gặp mấy em đào tiêu hết nó rồi. Mà lại khốn nạn. Khốn nạn ở chỗ cái lão phú thường đấy. Lão ơi, vợ chồng người ta đang tan cửa nát nhà, đang đánh nhau chóe mẻ ra. Lão còn đổ thêm dầu vào lửa. Lão đi vào đến nơi, lão còn đòi tiền tôi mà tôi có vay tiền lão đâu. Khốn nạn thế. Lão thường nha. Báo danh chuyển đời. Ông ấy là quả báo. Tôi nói cho ông biết, ông ấy là cũng rất hay cái kiểu đâm bị thóc, chọc bị gạo. Nói xạo không làm. Ông còn nhớ cái vụ ông nọ không? Lão trả thù ông đấy. Hôm nọ anh em mình ngồi uống rượu, thế là vợ lão ra, ông chả chơi xỏ lão còn gì. Hôm với vợ chồng nhà lão chắc cũng đánh nhau chóe mẻ. Bớt cái tính đi. Thôi, tôi rút kinh nghiệm, từ bây giờ trở đi, tôi không chọc các lão nữa, vợ đánh nó khổ lắm. Ui dù nó đánh nhục nhã, nó bắt tôi quỳ ở giữa đường luôn ông ạ. Thôi, nhục, nhục với vợ mình. Nhục ai mà phải xấu hổ. Nhưng mà đau. Đau thì phải chịu thôi. Chắc là mình làm sai, nó đánh cho nó đúng rồi. Chắc là từ nay trở đi tôi không dám đi uống rượu nữa không ạ? Rồi. Đây. Sao lại không dám đi uống? Hả? Bây giờ nhá, tôi mới ông ra quán thịt chó đầu làng, làm trần rượu, giải đen. Ra quán nhà bị béo béo á? Đúng rồi. Thôi. Tôi xin ông, không còn lý do nào nữa. Hôm nay mà đi uống rượu nữa thì nó về nó chặt chân tôi mất. Ôi dồi ôi, sao khổ cái thân tôi thế này. Này. Bao nhiêu năm Tết nhất vui vẻ là thế. Tôi Tết năm nay những ngày như thế này. Các ông ở nhà, các ông đừng có sang chúc Tết nhà tôi nữa. Tôi ở nhà với vợ tôi không rượu chè. Ngon ngàn thế à? Nó vừa oánh cho một trận mà không dám đi uống nữa. Thế chẳng lẽ là tôi mất bạn nhậu à? Thế nhưng mà bây giờ ông bảo tôi còn cái lý do gì để ra khỏi nhà, ông lý do gì để đi uống rượu nữa đây? Phải đi thì mất bạn nhậu không nào? Ông để tôi nghĩ cách. Ông mình cách phải có cái cớ có để cái cớ. Mình đi uống, đi nhậu với nhau. Làm bây đi giờ đi. Ông mà không dám đi thì tôi ngồi uống rượu với ai? Nhưng mà người ta bảo rồi, rượu ngon là phải có bạn hiền. Kể cả là trong túi hết tiền vẫn cần phải có rượu ngon. Tôi với ông phải uống rượu với nhau thì nó mới là vui được. Bây ông giờ... để im. Tôi sẽ nghĩ cớ cho ông. Nghĩ cái cớ, phải có cái cớ nào chứ không bây giờ. Phải cớ có nào. Cớ đi uống rượu chứ. 5 lần 7 lượt nó không tha tôi đâu, nó đánh cho chết đi ông ơi. Ai ôi. Này, có cớ rồi. Cớ đi. Có kiểu rồi. Có kiểu. Tôi nghĩ ra một cách rồi. Cách gì? Mình làm sai. Bây giờ phải nghĩ cách làm sao là để cho nó sai. Mình đi là nó không làm gì được mình. Làm gì còn cái cách gì nữa. Khổ quá, bao nhiêu cách tôi lừa nó rồi. Đánh nào. Ây! Hiểu chưa? Làm gì mà có hai thằng ngồi đây. Làm gì có ai đâu mà ông phải nói thầm. Ông nói vừa rồi tôi nghe chưa rõ. Bây giờ phải tìm cớ nó sai. Nói thầm chứ. Không có người là lộ bút.
Này, lộ thế nào được? Ông cứ nói toán đi. Vu cho nó sai. Nhá, thì anh em mình mới đi được. Vu thế nào? Tối nay. Tối nay tôi sẽ sang nhà ông sớm. Tôi bò vào trong buồng, chui dưới gầm giường. Ông phục sẵn chờ vợ ông về. Này ông bị điên. Ông bị điên à? Từ từ tôi nói nốt nào. Ông chui vào nhà để tôi nói nốt thế nào. Chứ chi ông cứ chặt mồm tôi. Ông có muốn nghi cớ không? Có, tuy nhiên tôi sao phục sẵn trong gầm giường chờ vợ ông về. Ông xem vợ chồng tôi à? Tôi xem vợ chồng ông làm gì? Tôi nói cho ông biết này, tôi không làm gì vợ ông cả nhá. Người ta bảo rồi, con thầy, vợ bạn, gái ở làng. Ừ. Tôi với ông là bạn thân, tôi đi rình mò xem vợ ông làm gì. Thế ông làm gì? Tìm cớ. Tôi nằm sẵn ở trong gầm giường, vợ ông lên giường đi ngủ. Kệ nó ngủ, tôi không làm gì cả. Xong sao? Nằm im ở đấy. Chờ ông về, ông mở cửa muốn bước ra. Tôi phi từ trong gầm giường, tôi nhào lên. Thế là ông bảo, ôi trời ơi, vợ tôi ngoại tình. Ông làm toáng lên. Đúng. Kế hay. Sao đấy? Kế hay mừng quá đập chân hồn đã. Tôi bảo, tức là thế này. Ông sẽ sang ông phục trước dưới gầm giường. Vợ tôi nó vào buồn ngủ. Sau đấy lúc ấy tôi ập vào, thì ông phi ra. Thế là tôi vu cho vợ tôi là ngoại tình. Lúc ấy thì tôi muốn làm gì thì làm. Muốn đi uống rượu với ai ông thì uống. Ông uống rượu từ tối đến tận sáng về là cũng không làm được. Ai. Thôi. Bây giờ nhá. Tôi bảo. Từ giờ đến tối chờ còn rất lâu nữa. Tôi với ông bây giờ tranh thủ cho quán bà béo làm tí thịt chó, làm mấy ly cho nó sung tối cho nó máu. Thế sao bảo là không đi uống rượu nữa? Đấy là lúc đấy là chưa có cớ thôi. Còn bây giờ có cớ rồi thì cứ uống thoải mái. Uống vào tối chửi cho nó quang. Uống cũng được à? Nhưng mà riêng hôm nay ông đãi nhá. Tôi đãi được rồi, xong ông cứ trả tiền đi là được. Lại tôi trả tiền. Tôi nhận tôi đãi. Tôi ghi nợ của ông. Vẫn như cũ. Thôi được, không sao. Đi. Tôi với ông đi uống rượu, đãi cũng không sao. Anh em ta là luôn coi nhau bằng vàng. Nào uống đi thôi, anh em ta uống mùi tươi một ngày. Ôi mình ơi! Mình ơi, tôi về đây rồi. Ô này, lại thằng này, thằng nào đấy? Thằng kia, đứng lại. Ôi trời ơi. Ôi mình ơi. Ôi trời ơi. Mình cái gì? Cô đứng nghe tôi bảo. Cô đứng lui ra đây. Ôi trời, đứng im đấy. Tôi không thể gần cô được nữa. Cô cắm sừng tôi. Trời ơi. Sao tôi khổ thế này, cái thân tôi sao khổ thế này? Mình ơi. Mình ơi cái gì? Đứng xa tôi ra. Tôi yêu thương cô nhất mà. Cô bảo gì tôi làm cái đấy. Cô bắt tôi quỳ giữa đường, tôi cũng phải quỳ giữa đường. Thì tôi thích uống rượu. Tôi hay đi uống rượu, hay đi chơi với bạn, với bè. Chứ tôi có lăng nhăng bồ mình đâu mà sao cô làm nhục tôi thế này. Từ nay trở đi làm sao mà tôi ở gần cô được nữa. Rồi ôi. Làng nước ơi, trời cao đất dày ơi, bây giờ tôi biết nói cùng ai đây. Con đàn bà lăng mạ. Mình cái gì mà mình? Thằng nào nó vừa chui gầm giường nhà tôi ra, tôi mà biết thằng nào. Tôi giết cả hai. À, không, tôi giết cả nhà nó. Ôi ơi, khổ thân tôi quá. Ôi, các ông, các bà, ai làng nước ơi, bây giờ tôi biết nói với ai, xấu hổ cái mặt tôi quá. Tôi không ở cái làng này nữa. Tôi đi cho thân tàn ma dại. Tôi đi cho cô sung sướng của Dương Giai về nhà. Tôi đi cho cả cái làng cái tổng này. Cả cái làng cái tổng này nó biết là. Ôi. Cả cái làng cái tổng này nó biết thì chết. Thì nhục. Rồi tôi nhục quá. Cô cắm sừng tôi. Tôi nhục quá. Cô cắm sừng tôi. Mình ơi. Nhục quá. Ha 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 ha
Ôi trời cao đất dày ơi, tôi sướng quá, tôi sướng quá. Hôm nay tôi cứ hình dung cái con mặt vợ tôi nó đần thối ra, nó đứng nhìn theo tôi, nó xin tôi. Ôi trời ơi, tôi nghĩ là 3 ngày tới, 5 ngày tới, cả mấy ngày Tết tới, tôi không việc gì phải về nhà. Tôi thích uống rượu với ai tôi uống, tôi thích đi chơi với ai thì tôi chơi, tôi muốn hát ả đào đến bao giờ thì tôi hát ra. Trời đất ơi, cuộc đời tôi chưa bao giờ tôi nghĩ lại có ngày tôi được chửi vợ tôi te tát như thế. Sướng quá. Không biết là cái lão, không biết là cái lão bạn mình nhớ rồi mà sao nó lâu thế. À đây rồi. Ôi trời. Nè, có gì vui thế? Tôi sướng quá. Ông hình dung mà xem. Ông hình dung khuôn mặt con vợ tôi mà xem. Lúc mà tôi chửi nó, ôi trời ơi, mặt nó cứ đen tối đấy. Ôi đừng có nhìn theo tôi. Hôm nay ông dám chửi vợ ông rồi à? Chửi chứ. Tôi chửi không còn một từ ngữ nào. Tôi chửi nó banh xác ra luôn. Tôi chửi là lời. Tôi bảo nó cắm sừng tôi. Được. Là... Này, đàn ông ấy nó phải mạnh mẽ như thế. Tôi nói cho ông biết. Trong mấy ngày tới, tức là tất cả những ngày Tết, tôi không phải gặp nó nữa. Tôi cấm nó không được bước chân ra khỏi nhà. Nó chỉ được phép ngồi ở nhà mà chờ đợi tôi. Tôi cấm nó không được đi tìm tôi. Không được đi tìm tôi ở bất cứ đâu. Các ông thích uống bao nhiêu rượu cũng được. Các ông muốn đi hát ả đào với tôi lúc nào cũng được. Rồi ơi. Bái phục ông thật. Bái phục. Tôi cấm nó không được đi ra khỏi nhà. Ông ngồi đây, ông ngồi đây, ông ngồi đi tôi bảo. Này. Trời ơi, vừa rồi ông chạy nhanh thế. Tôi thấy ông còn úp cả cái. Tôi có chạy đâu. Khổ quá. Bây giờ tôi đang định sang nhà ông đây. Bây giờ về nhà ông luôn. Để tôi chui vào trong gầm giường. Ông cứ nói đùa tôi. Vừa nãy tôi nhìn thấy rõ ràng dáng ông. Ông chụp cả cái yếm vợ tôi lên đầu. Ông lao vụt ra. Tôi quát ầm ĩ, tôi đuổi theo ông. Nhưng thực ra tôi biết là ông nên tôi buồn cười quá. Này. Tôi vẫn phải giữ vẻ mặt nghiêm túc. Sau đó quay lại chửi ông vợ tôi. Ông nói tôi chả hiểu cái gì cả. Thế thì là ông vừa chui gầm giường nhà tôi ra. Tôi vừa đuổi theo ông đi thôi. Tôi đã chui đâu? Tôi chưa sang nhà ông. Thế vừa nãy thế cái người đàn ông chạy ở trong nhà. Ai biết được, tôi đang định sang nhà ông, thì thằng Nô. Ông ơi, càng lẹp rượt hết cả mình, cái gì? Nhà ông mà con chỉ gọi ông ơi mà sao ông lại phải giật mình ạ? Giật là việc của tao, liên quan gì mày? Giật là việc của ông, không liên quan con, thế nhưng mà nửa đêm nửa hôm ông đi đâu đấy ạ? Đi đâu là việc của tao. Bà đâu rồi? Thế bà đi đâu? Bà đi đâu hả ông? Tao hỏi mày, mày lại hỏi tao. Thế ông ơi, nhưng mà vợ ông chứ có phải là vợ con đâu mà ông hỏi con ạ? Nhà này, tao không thấy bà, tao không hỏi mày thì hỏi ai hả? Nhà này, ông không thấy bà. Thế con không thấy bà, con phải hỏi ông. Mày cãi ông ném cho mày cái chén. Thôi không liên quan đến mày. Ông ơi, bà sang nhà ngoại rồi. Sang ngoại rồi. Vâng. Thế tốt. Bà sang ngoại rồi. Ông ơi. Cái gì? Ông đi đâu đấy? Bà dặn con rồi nhá. Ông mà cứ thò chân ra ngoài một phát là cứ cái gậy là con đập cho què chân. À thằng này mày láo nhỉ? Mày giỏi mày lấy gậy mày đập đi. Tao ra ngoài ra đấy. Ông giỏi ông ra ngoài đi. Mày là thách tao. Này. Mày là kẻ ăn người ở nhá. Mày không phải là ông chủ của cái nhà này nhá. Mày là bố tao đấy à? Hả? Tao chỉ có nể vợ tao, tao sợ vợ tao đấy. Mày phải nhớ cái thân phận của mày, nghe chưa? Con nhớ rồi. Thế đấy, ông giỏi ông đi đi. Mày mà... Bà mà tao về... đi đây, mày làm gì tao? Ông đi đi. Ông mà đi nhá, bà về là ông biết thế nào rồi đấy. Biết thế nào? Như nào thì ông phải biết chứ ạ. Tao cấm mày phép xếp nhá. Tao đi là bà về. Mày phải bảo với bà là ông con hôm nay không đi đâu cả. Lên giường ngủ từ chập tối. Ồ, không được đâu ông ạ. Ông biết tính con rồi đấy. Con là người thật thà, thẳng thắn, bộc trực. Có sao con nói vậy chứ bây giờ bảo con nói dối khó lắm ông ạ. Dồi ôi, mày phải thương ông chứ. Mày phải nói dối chứ.
Mày mà nói thật ý, thì ông chết với bà. Ông ơi, chứ con thương ông. Thế cái lúc mà bà về bà biết bà đánh con thì ai thương con ạ? À? Ông thương mày. Mày dạ. Nói dối cho ông. Ừ, con... Bảo trực đúng không? Dạ, con... Không nói dối được đúng không? Dạ, con không nói dối được ạ. Cái này nói dối được chưa? Ừ, cái này mới chỉ là bộc trực thôi ạ. Nói dối được chưa? Dạ, cái này thì nó nặng hơn, nó... Không có nữa đâu nhé, từng đấy thôi đấy. Nói dối được chưa? Chưa? Nói được chưa? Ông ơi, cái mồm con nó bảo là nói dối được rồi ạ. À. Tốt, biết thân biết thẳng. Dạ. Là ông thương. Mà ông ơi, ông nhớ về sớm nhá. Chứ con cho ông đi, thế nhưng mà nhỡ bà về mà ông chưa về thì bà đánh con chết. Rồi, xong việc cái tao về ngay. Mà thế này. Dạ. Bây giờ nhá, mày vào giường ông, chùm chăn cái mít, nằm ở trên giường ông, coi như ông vẫn đang ngủ ở nhà, hiểu chưa? Ơ, thế liệu có được không hả ông? Sao không được? Ông ơi, thế nhưng mà nhỡ con nằm ở trên giường ông ấy, mà bà mà về bà nổi hứng, lúc đấy bà lại bò vào đấy nằm thì thế lúc đấy con xử lý thế nào? Thì xử mày! Có thế mà cũng phải hỏi. Bà mà bò lên giường mà thì mày phải chạy ra ngoài. Chứ mày định làm gì? Nhớ chưa? Dạ con nhớ rồi ạ. Thôi, bà mà hỏi, bà về mà hỏi thì cứ bảo là hôm nay ông không đi đâu cả. Nhớ chưa? Dạ con nhớ rồi ạ. Ông đi đây. Dạ ông đi nhá. Nhớ giữ mồm chữ miệng đấy nhá. Ông đi cẩn thận ạ. Một, hai, ba. Ông ơi, con lại quên nói với ông rằng là ông cho con ba hào để con. Thế nhưng mà bà lại cho con sáu hào để con. Ui, ông ơi. Thế thằng nào nó vừa chạy trong gầm giường nhà tôi, nó úp cả cái yếm của vợ tôi lên đầu, nó phi ra ngoài. Tôi biết làm sao được. Cái đấy thì ông phải hỏi vợ ông mới biết được chứ. Thế mà tôi lại cứ tưởng là ông, nếu không phải là ông thì chắc chắn là tình nhân của con mụ vợ tôi rồi. Chứ còn sao nữa. Tôi lao ra khỏi nhà tôi, ôi dồi, ôi vợ ơi là vợ. Khốn nạn, thế là nó cho tôi mọc sừng thật rồi. Lần này nó chết với tôi. Cô vợ tôi lần này nó chết với tôi. Ôi vợ ơi là vợ, con hay là con. Ở đời, nhiều lúc lạ thật, thật giả. Chả biết đằng nào mà lần. Ôi trời ơi! Ông! Gặp ông mà lại cứ ôi rồi ôi. Ông bảo này, gặp ông ấy là phải ối rồi à nhé. Ông ơi. Ông đây. Ông mà cứ thế là có mách bà đấy ạ. Này, tại sao bao nhiêu việc mày cứ lúc nào lôi bà ra thế nào? Hôm qua lúc ông đưa cho mày năm trinh ấy, sao mày không nói mách bà đi? Thì việc đấy là việc khác ạ. Ừ, khác việc là khác nào ra việc đấy chứ ông. Này, ông hỏi, thế em vừa đi đâu về đấy? Dạ, thì con ra vườn lấy trứng ạ. À ừ nhỉ? Vâng ạ. Ừ. Để... Ê, ông xem trứng nào. Ơ trời ông ơi. Cái gì? Trứng đây mà ông ơi. Ôi dồi. Mày ẩn thế. Ông ngã vỡ trứng thì sao? Trứng vỡ thì thôi ạ. Thôi thôi thế nào? Trứng của ông là đắt giá lắm. Vỡ thì thôi. Vỡ thì mày đền nhọc cả đời mày nhá. Ôi dồi. Ôi dồi. Ôi để ông xem quả trứng nào. Ôi dồi ôi. Một trứng, hai trứng, trứng gà con so. Vâng. Úi dồi ôi, ăn trứng gà con so này là bổ lắm đấy. Bổ thì ông hưởng chứ còn có hưởng đâu mà biết. Trời ơi, sắp được hưởng rồi, sắp biết rồi. Yeah. Thôi ông để vào con đi làm đây ạ. Làm cái gì? Ông bảo này. Dạ. Thì vào trong kia. Cũng là làm, nhưng mà làm với ông ấy, này, ông trả gấp 5 lần luôn nhá.
Thôi ông ơi, chả bỏ đâu. Này, ê, đã làm đâu mà biết chả bỏ. Ông nói cho mày biết nhá, bằng tuổi của ông như này nhá, thế này là rất hoành tráng. Ông xuống tấn này, ông lên tấn này. Con xem đây, bằng tuổi ông, cái lão Lý ở làng bên đấy, đánh mỗi võ quỳ vứt hết. Còn ông nhá, võ tổng hợp, tổng hợp các loại võ nhá. Thôi ông ơi. Cái gì? Đây không phải là chả bỏ cái đấy, mà chả bỏ cái chả gì? Bỏ được bao nhiêu. Đấy, làm với ông ấy, việc nhẹ mà công cao nhá. Công cao. Đây, đưa tay đây. Ông đưa cho gấp 5 lần hôm qua nhá. Úi dồi ôi, công cao thì ông đưa con hết đi. Thì ông đưa hết rồi, thế bây giờ là vào việc thôi. Ôi trời ơi. Con này. Ôi trời. Ok. Mày kêu cái gì? Mày ấy tiền của ông rồi thì mày phải nghe ông chứ. Ôi trời ơi. Ok con này. Ôi gì thế hả? Ôi bà. Ôi trời ơi, may quá. Bà về kịp thời. Bà cứu tôi đấy. Con này này. Con này nó vừa sàm sỡ tôi. Bà ơi, bà ơi. Không phải lỗi tại con ạ. À. Mày dám sàm sỡ chồng tao à? Thôi mày chừa cái thói đi. Chừa cái thói đi đi. Mày thôi đi. Mày dám đánh lại bà. Ông bà có ghiếp người vừa thôi. À con này láo thật. Bà đi bà hỏi chồng bà xem. Bà hỏi xem có phải ông ta cho tôi tiền để định đòn đem với tôi không. Thế sao mày còn cầm tiền chồng tao hả? Đúng rồi, bà phải tin tôi. Thì tôi. Nó giật cả túi tiền của tôi đấy. Tôi. Ông ta bắt tôi cầm tiền. Bắt là bắt thế nào? Mày giật túi tiền của ông đấy. Đấy, mày giật túi tiền của ông ý nhá. Bây giờ tao lôi mày lên quan. Bà. Thôi Bình ơi, không cần lên quan. Đuổi nó là được rồi. Đuổi à? Ừ. Được. Cút. Tôi cút cũng được. Nhưng bà trả tôi tiền công đi. Mày mặt dày nhở? Mày còn dám đòi tiền công của bà? Hả? Mày cướp tiền của chồng bà mà mày đòi tiền công à? Để tao lôi mày lên quan. Thôi Mình ơi. Này, con ơi. Con mà lên quan ấy, con rũ tù đấy. Thôi Mình ạ, đuổi nó thôi. Không cần cho lên quan làm gì. Không được. Cái loại này dứt khoát tôi phải lôi nó lên quan. Tôi hiểu rồi. Hai ông bà, một người đấm một người xoa. Coi như tôi bố thí cho hai ông bà đấy. Tao thèm mày bố thí. Mày rời khỏi lại đây. Quân mất dậy. Ba phải thêm mấy đồng xu lẻ của mày à? Nó đi xa rồi. Thế là kế hoạch của vợ chồng mình thành công rồi. Còn ông đấy nhá. Sao? Vừa rồi nhá, tôi thấy không phải là giả vờ đâu nhá, mà là thật đấy nhá. Chứng tỏ những lúc tôi đi vắng, ông toàn làm như thế với chúng nó đúng không? Trời ơi, bà cứ nghi ngờ tôi. Tôi nói cho bà biết nhá, nó sàm sỡ tôi thì có ấy. Với lại cửa nhà ăn mãi còn trả hết nữa là ăn nặng xó. Tôi lạ gì tính ông. Mà này, mình đuổi nó đi thế này là mình không phải trả tiền công nó một năm. Nhưng mà Tết nhất đến nơi rồi, không có người làm. Sao mà ông rốt thế à? Rốt cái gì? Bây giờ nhá, thằng Đột ấy, mình bắt nó làm gấp đôi, gấp ba, gấp năm. Mà tiền công vẫn giả như thế, không lợi hơn à? Công nhận, bà giỏi thật đấy. Lại. Cho nó làm thêm một vài buổi nữa. Rồi ta lại dùng kế mỹ nhân. Cái gì? Như cái nam nhân vừa rồi của ta. Này, ôi. Ông bảo tôi làm mỹ nhân kế với thằng Đụt á. Trời ơi, tôi đẹp người người như thế này. Mà tôi đi làm cái chuyện ý với cái thằng Đụt á, cái thằng lùn tịt như này á. Tôi không làm đâu. Bà không lo, tôi sẽ ra sớm. Nó vừa mới chạm tay bà là tôi xuất hiện luôn. Tôi bắt tội nó luôn. Tôi đuổi cổ nó luôn. Như vậy là vợ chồng mình lại có một khoản nữa không phải trả cả tiền năm nó. Tôi không làm chuyện đi đâu. Ông định lấy vợ ông ra để kiếm mấy đồng bạc lẻ à? Không, cố lên. Không lẻ đâu. Công một năm cũng lớn lắm đấy bà ơi. Một năm trời của nó cũng nhiều tiền phết đấy. Nghe cũng có lý đấy. Ừ. Nhưng mà thôi. Sao? Tính sau. Bây giờ ông cầm cái trứng này vào nhà đi nhanh lên. Này, tôi cầm vào nhưng cứ tính đi nhá. Sao nhanh lên? Có tôi đây rồi, không sao. Tiền này, trứng này, thế mà không nhặt. Ôi giời ơi.
trứng con so thế này ăn vào bổ lắm. Mà con Sen thì về rồi, biết đổ vào đâu. Này này, đổ vào đâu? Định đổ vào đâu? Đổ vào nhà mình chứ đổ vào đâu? Cứ thắc mắc. Sao hôm nay thầy nó đi làm về muộn thế chứ lại? Em sợ nhá, mình làm sao đây hả? Ông Phú bảo ta nốt cái ao. Ông Phú bán lấy cá trả tiền gốc vợ cho mình ăn Tết. Khổ thân chồng em. Mình ơi, mình làm gì đây? Tôi đói quá. Tôi ăn mà. Ăn gì? Chết rồi. Mình ơi, mình ăn gì đấy? Mình đừng có làm em sợ nhá. Ăn khí rồi. Sao lại ăn khí rồi? Ông Phú bảo từ nay đừng ăn thóc gạo, nó béo xấu. Ăn khí rồi này là no rồi. Nhưng mà tôi ăn thừa lúc tạt ao bây giờ. Không thế đâu. Đói quá. Khổ thân mình, khờ khạo hiền lành nên bị lão phu lão lừa, mà còn cả cái lão phu khốn nạn nữa, giàu có mà ác nhân thất đức, người ta làm lụng như thế mà không cho người ta ăn. Mình ơi, thôi bây giờ mình đi vào nhà còn mấy củ khoai mình ăn đỡ đi, rồi em xuống nấu cơm cho mình ăn nhé. Phu bảo không ăn khoai, ăn khí rời thôi. Mình, trên đời này làm gì có ai ăn khí rời mà sống được. Mình cứ khờ khạo như thế bảo sao người ta lừa. Đi, mình bám vào em đi. Mình đi vào nhà, làm gì có ai ăn khí rời mà sống được. Còn lão Phú cứ để em tính. Ác nhận thất đức. Ra đây. Sao? Trời ơi. Có chuyện gì mà bà hốt hoảng thế hả? Kho thóc nhà mình. Kho thóc mình làm sao? Mất trộm. Ok. Nhà mình kín cổng cao tường thế này, chìa khóa bà cầm. Có thằng đụt trong nhà rồi. Mất trộm là mất trộm thế nào? Làm sao mà tôi biết được? Ông vào mà xem đi. Không còn một hạt. Ôi trời ơi là rồi. Thóc ơi là thóc. Ôi trời ơi là rồi. Ôi trời. Ôi trời, đúng rồi. Đúng là cửa kho tung ra không có một hạt nào cả. Để tôi đi báo quan. Hỏi thằng Đụt đã. Đụt. Đụt ơi. Đụt. Đây rồi. Úi giời, cứ tung tăng nữa, tung tăng. Ôi. Nhà có chuyện mà mày tung tăng. Dạ. Ông giao cho mày trông nhà, nhà kín cổng cao tường thế này, mày trông kiểu gì mà mới hết thóc gạo dẻo con ơi. Con làm mà. Thế ra mày ăn trộm nhà ông à? Ông báo quan, mày rũ tù. Con quan trộm đâu? Con trộm mày, thế, mày nói thế là thế nào? Ừ. Con đổ ngào. Ôi trời ơi, là trời ơi, thằng ngu. Okay. Đụt ơi, tại sao mày lại đổ xuống ngào bao nhiêu thóc gạo của ông hả Đụt? Ôi trời. Ông bảo mà. Hả? Tao bảo lúc nào? Tao bảo khi nào? Hôm trước ông bảo với con là... Vào hồ tưởng, ba. Để nào. Đứa nào đạp cửa thì ông ấy hả? Đột. Dạ. Đứa nào đạp cửa đấy? Con đạp ạ. Sao con lại đạp? Con không biết đấy là cửa nhà mình à? Ừ. Đạp thế này hỏng cửa. Nhưng mà tay con bận rồi thì con dùng chân ạ. Mày đạp ông à? Dạ. Tại sao đạp ông?
Thì con để cho ông biết là con dùng chân ạ. Rồi ơi, ông biết rồi nhưng mà đừng đạp thế nhỡ ông trượt chân một cái thì có phải là... Dạ. Hiểu chưa? Dạ. Ừ, thế sau giờ này đã về rồi? Ừ, ông ơi. Ơi. Con dậy từ sáng sớm tinh mơ khi con gà nhà ông nó còn chưa gáy. Con cày mấy thửa ruộng của ông xong rồi, giờ con đi lấy củi con về rồi. Mày làm một tí việc mà đã kể công rồi. À. Bây giờ thế này. Dạ. Sau đây vào kia cất bóc mùi xong ra ao. Tát cho ông cái ao để lấy cá bán đi. Còn lấy tiền mà cho mày ăn Tết nhá. Ông ơi, nhưng mà con đói lắm. Ông cho con ăn xong rồi con ra con tát ao. Ôi, vừa mới sáng ngày già đã ăn. Nhưng mà con không ăn, con đói lắm, con không làm được. Này, dạ. Mà nhìn ông ơi này, ông có ăn gì đâu. Dạ. Mà mày ăn vừa thôi, mày to béo hơn ông rồi mà mày định to béo đến đâu nữa. Con to béo. Ừ. Đúng rồi, vợ con bảo là ông to, ông béo. Nhưng mà ông xấu vì bụng ông to này. Đúng quá rồi. Vợ con nó đúng lắm đấy. Dạ. To béo là xấu lắm. Dạ. Chứ đừng ăn nữa. Dạ. Ăn nữa là to béo đấy. Ừ. Nhưng mà không ăn đói lắm. Ôi trời ơi. Mày nhìn đây này. Dạ. Ông có ăn gì đâu. Ông mà ông vẫn sống đây này. Con tưởng ông ăn cơm ăn gạo. Cơm gạo chỉ dành cho gà thôi. Ăn cơm gạo vứt. À, không biết rồi. Ăn gì? Không ăn chó. Ôi, không phải. Ăn bò. Không phải. Ăn trâu. Đoán sai hết. Thế ông ăn gì ạ? Nhìn ông cái này. Dạ. Ông ăn thế này này. Dạ. À, con biết rồi. Ừ. Ông đớp ruồi. Đâu mà ruồi. Có nhìn thấy con ruồi nào đâu mà bảo ông đớp ruồi. Ông ơi. Ơi. Hôm trước nhà con ấy, ừ. Thấy con chó ấy. Nó không có gì ăn, nó đói quá. Ừ. Thế là nó cứ ngáp giống ông này. Thế rồi nó đớp được một con ruồi. Vợ con mới bảo là, này, ê, ông ra ông xem đi. Con chó nó đớp phải con ruồi này. Chả may chó đớp phải ruồi. Ừ. Dạ. Léo, thế mày ví ông là chó à? Con có bảo ông đâu, vợ con bảo mà. Ở nhà, vợ con nói thế thì được. Nhưng mà nhà ông, mày nói thế thì không được nhá. Không được hả ông? Ừ, không được. Ông ơi, thế không phải là ruồi ạ? Không. Đây là ông ăn... khí. Khí gì ạ? Trời. Khí. Khí trời. Khí trời ạ? Ừ. Khí. Ừ, nhưng mà con có nhìn thấy khí trời đâu. Thế mày lại nhìn ông làm lại nhá. Dạ. Ông sao đấy ạ? Miếng này to quá, ông bị hóc. Thế ạ? Ừ. Đấy, đừng to quá hóc giống ông đấy. Thế. Không thấy gì không ạ? Ôi trời ơi, sao kém thế? Thôi được rồi. À, bây giờ thế này, dạ. À, ra ao tát cho ông để ông lấy cá ông bán cho tiền ăn Tết. Dạ. Từ đây ra ao con vừa đi vừa ăn khí trời. Dạ. Nhưng mà đừng ăn miếng to hóc đấy. Dạ. Ăn vừa thôi, đến tới ao là khỏe mạnh như ông luôn. Thế ạ? Ừ. Nhưng mà này, dạ. Tát xong cắt cỏ ở bên bờ ao cho trâu nó ăn nhá. Ông ơi, cái gì? Cắt cỏ là việc của con sen mà. Ông biết rồi, nhưng mà con sen ấy ông bà đuổi về quê rồi, nó hư. Nó ăn trộm của ông bà. Thế ạ? Ừ. Con không ăn trộm của ông nhỉ? Đúng rồi. Ừ. Cho nên là con cứ làm đi. Tát ao, cắt cỏ. Dạ. Bao nhiêu tiền công của con sen, ông cho mày hết. Ông ơi. Ơi. Thế con vừa đi ra ao, con tát ao, con vừa ăn khí trời nhá ông nhá. Đúng rồi. Cái này này. Dạ. Đưa bó củi để vào kia kìa. Thôi, con vừa đi, con vừa mang cái ao luôn. Tí con mang vào. Ủa, thế thì đưa mang cho. Nặng đấy ông ạ. À. Nặng ông cũng bê được. Dạ. Úi dồi ôi. Có nặng không ông? Nặng cái gì mà nặng. Úi dồi, nặng thật rồi. Úi dồi ôi. Úi dồi ôi. Ông bảo với con là thóc gạo vứt hết đi. Từ nay chỉ ăn khí rời thôi. Mà ăn khí rời nó không béo. Bụng to như bà là xấu. Ôi trời ơi, cái thằng này. Ông đã thấy ông mu chứ à? Trời ơi. Bây giờ thóc gạo hết rồi. Ăn bằng gì, sống bằng cái gì? Đấy, ăn khí rời bà. Thôi, con đi ra ăn khí rời đây. Ôi trời ơi. Cái thằng này. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Tôi nói như thế là để đánh lừa nó, cho nó ăn ít thôi. Nhưng mà ai ngờ nó lại chơi vợ chồng mình một vố đông như vậy. Trời ơi. Vố cái gì nữa? Tôi nói cho ông biết nhá.
từ bây giờ ấy, ông ăn khí rồi mà sống nha. Chồng mới chả con rồi, ới là rồi. Chị Đụt ơi, chị Đụt ơi, chị Đụt có nhà không? Ai đây? Em Sen đây ạ. Ôi, cô Sen à, có việc gì đấy cô? Em, bây giờ có gì thì cô cứ nói đi, sao phải ấp úng thế? Dạ, em khổ quá chị ạ. Em làm công cho nhà ông Phú bao nhiêu năm rồi, thế mà vợ chồng ông ấy nỡ lừa em, rồi tìm cách đuổi em ra khỏi nhà. Đã thế, còn chẳng trả em lấy một đồng công đồng nén nào. Đặc nhân thất đức, ông chồng thì sàm sỡ, còn định báo em lên quan đấy ạ. Khổ thân. Mà bây giờ Tết nhất đến nơi rồi, em thực sự là em không biết bấu víu vào đâu ạ. Thế tóm lại là có việc gì? Là, dạ, thế nhà chị có thóc không ạ? Thóc á? Dạ. Đầy. Ôi rồi đầy ạ. Chị ơi, nếu mà đầy thì chị cho em vay 4 đấu thóc ạ. 4 đấu? Ôi dạ, thế nhiều quá hả chị? Thế thì 2 đấu cũng được chị ạ. Mình ơi, mang cho em 40 đấu thóc. Ôi chị ơi, 40 đấu thì biết đến bao giờ em gửi được chị ạ? Ôi, cô Sen, cô không phải lo lắng cái gì cả. Vợ chồng tôi ngày xưa là còn khổ hơn cô gấp nhiều lần ấy. Thế nhưng bây giờ hàng xóm láng giềng là phải yêu thương nhau, phải hỗ trợ nhau, tối lửa tắt đèn có nhau. Thế nên cô không phải lo lắng gì cả. Mà cái này là của riêng vợ chồng tôi. Dạ, em hiểu là như thế ạ. Nhưng mà 40 đấu nhiều quá chị ạ. Ôi giời, không phải lo lắng cái gì cả. Mà không có vay mượn gì đâu nhá. Cái này là của riêng vợ chồng tôi. Thế nên là vợ chồng tôi cho cô đấy. Ôi trời ơi, cho em ấy ạ. Ừ. Nếu mà như thế thì em cảm ơn anh chị. Em chỉ xin 20 đấu thôi ạ. Không phải lo lắng gì cả, tôi đã bảo cầm về. Thôi, còn 20 đấu để anh chị đi từ thiện ạ. Cứ, ôi, anh Đụt. Cô cầm đi. Dạ, em xin ạ. Ôi trời ơi. Mình ơi, cô Sen mổ thóc. Ôi anh ơi, tâm này mà được mổ thóc là em cũng sướng ạ. Ôi trời ơi, cô Sen. Ôi trời ơi, thóc đấy. Trời ơi. Mà em phải công nhận nhá, là anh Đụt giỏi thật đấy. Bê bằng hai tay cứ nhẹ như không ấy ạ. Cô Sen ngồi lên tôi cũng bê được mà. Ok ạ. Mình ngồi lên tôi cũng bê được mà. Mình cứ trêu cô Sen. Cô Sen, nhà tôi trêu thôi, cô đừng để ý nhá. Dạ vâng ạ. Em đội ơn anh chị nhá. Thôi cô Sen mang về đi. Dạ vâng ạ. Ôi dồi ôi. Vâng, em cảm ơn anh chị nhá. Cô Sen về nhá. Dạ. Hết thì cứ sang nhà tôi lấy nhá. Vâng ạ. Trời ơi, vui quá. Mừng quá cơ. Cô Sen vui đấy. Ừ. Anh cũng vui quá mình ạ. Mà mình giỏi thật đấy. Nghĩ ra được cái kế này nhá. Nhà mình cũng có thóc ăn, mà lại còn có cả thóc phát cho bà con nữa. Em phải làm thế để cho lão Phú một bài học. Chứ nếu không cứ như mình ấy, thì suốt đời chỉ có bị lão ấy lừa thôi. Mà không những lừa mình, lão ấy còn lừa cả làng nữa ấy. À, trong làng còn nhiều thóc, để tôi đi phát hết cho bà con nhá. Mình hay nhỉ. Thế nếu bây giờ mình đi phát hết cho bà con thóc thì nhà mình sẽ ăn bằng gì? Ý giời! Thằng cu thóc hôm nay đi học làm sao mà về muộn thế nhỉ? Sốt hết cả ruột! Ôi giời! Con chào U ạ. Con đi học về rồi đấy, làm dạ. Con sốt ruột quá. Thế sao hôm nay học chữ gì mà về muộn thế? Dạ, hôm nay thầy dạy cho con chữ nhân U ạ. Chữ nhân à? Dạ vâng. Thế chữ nhân viết như thế nào? Dạ đây, con viết thử cho U xem nhá. Ơ, thôi chết. Chữ bút này đâu ra đấy? Thôi chết rồi. Con mượn của bạn Tí, xong con quên không trả bạn. Lại cầm về mất rồi U ạ. Thế nó không nhắc gì à? Dạ không ạ. Nó không nhắc gì nghĩa là nó quên đấy, không được gì phải trả. Chắc là bạn quên thật.
Hai thằng đi về với nhau mà bạn cũng chả nhắc gì con cả. Thì thế, nó quên mình cũng quên luôn, không phải trả con ạ. Thế là mình có bút luôn hả U? Ừ. Thì con đỡ phải mượn. Nhưng mà nhỡ mai cầm đi học bạn lại nhận ra bút của bạn thì sao? Làm sao mà nó nhận ra được? Thế đây, bạn ấy còn khắc cả tên vào đây nữa. Ôi giời ơi, chuyện bình thường. Nó khắc được, U cũng khắc được. Đi vào đây, U lấy con dao U đẽo đi là xong. Ý, thế là lại có bút. Thế là có bút rồi, đi vào đây. Uống đi. Mời thầy. Anh là ai nhỉ? Anh là ai nhỉ? Thầy say rồi. Say? Thầy không biết con là ai à? Tôi nhìn anh nó quen quen. Ôi giời, chết chết. Thầy uống chén này đi. Uống. Rồi con sẽ giải thích với thầy con là ai. Tôi mời anh nhá. Con uống rồi. Mời anh. Ôi giời, say quá rồi. Không, ai bảo thì ai bảo là say mà say à? Con rót mùi thời. Thế anh bảo anh là con tôi thì anh lấy cái đứa nào nhà tôi? Ôi giời ơi thầy ơi, con là chồng của con Lụ. Con Lụ là con gái của thầy. Vậy nó lấy con Lụ nhà tôi đấy. Nào, uống. Uống nhá. Con mời bạn. Thằng này nào nhỉ? Thằng này bạn. Ôi, thì bạn này là bạn rượu, bạn nhậu. Còn thầy vẫn là một người thầy, vẫn là một người cha. Người. Anh nhớ là tôi là thầy anh ấy, là cha anh ấy. Trời ơi cơ, thầy cha nhà anh là say hết cả rồi đấy. Không say đâu. Bà ơi, để uống nãy giờ là mấy quai rồi nhỉ? Bác uống là 9 chén rồi đấy ạ. 9 chén cơ. Vâng. Tôi nhớ là thất bát thôi. Thất bát cái gì? Từ lúc mà bác chưa đến đây ấy, thằng này nó đã uống một chén rồi. Thằng rể này, mày dám uống trước của ông một chén, trả tiền đi. Thế à? Ôi, cho con nợ nhá. Nợ nhưng mà ai nợ tao? Trời ơi, tôi trả nào, thế trả tiền đi rồi đi về nào. Đi về thầy ơi. Thế lại nợ à? Ngày nào tôi qua đây nhìn thấy bà tôi nợ nhá. Nợ cũ chưa trả, giờ lại nợ. Thôi, thông cảm nhá. Nợ mai ra trả tiếp nhá. Nó đi về quá. Đây, bên này. Ôi giời ơi, bán hàng thế này thì chết. Suốt ngày chịu. Ôi giời, mày đi đâu đấy hả con? Có còn ai ở quán không? Đi rồi. Thế ở đâu con gà đấy? Con vừa ăn trộm ở nhà bà Tám. Thế sao lại ăn trộm? Thì hôm qua U bảo là U thèm thịt gà. Thế hôm nay con đi kiếm gà để con thịt cho U ăn thì còn gì? Trời ơi. U chỉ giả vờ thế thôi. Con lấy nhà ai đấy? Lấy nhà bà Tám. Bà Tám? Vợ cái lão Chín hả? Vâng. Ôi trời ơi, con lấy cái nhà cái thằng cha là phải. Lần nào đến đây uống rượu cũng không chịu. Đấy, vừa uống lại chịu đây này. Lấy nó là phải. Như thế nào? Béo quá rồi, thế này thịt ngon lắm đây. Mà từ giờ nhá, U không cần phải mua thức ăn nữa. U thích ăn cái gì, U cứ bảo con là con đi kiếm về cho U ăn. Thế là mày lớn hơn đấy con ạ. Vâng. Biết thương U rồi đấy. Chuyện U. Mà U có thích ăn thịt chó không? Có. Mai ấy, con sẽ bắt chó nhà lão lớp. Đi qua hôm nào nó cũng lườm con, dạo này con ghét nó lắm rồi đấy. Thế thì phải thịt luôn, con ạ. Vâng, thế thôi, U bán hàng đi để con về thịt gà. Con đi đây. Thế sao mình lại đẻ ra thằng con ngoan thế chứ lị? Ui giời. Này, tôi nói thật với anh nhé. Hôm nay anh là phải dứt điểm.
của thằng nào thằng ấy trả. Đúng rồi đấy, cứ dứt điểm giả như thế đi. Thầy nói thế nào ấy, lần nào trả thế, thằng nào tự uống thằng ấy giả còn gì nữa. Thằng mày láo, mày gọi ai là thằng ấy? Khổ, do thầy gọi thì con phải theo mồm thầy đấy, con đâu dám hỗn. Chỉ được cái thầy yên tâm nhá. Sao ngày hôm nay ấy, con mời thầy, úi giời, thầy cứ uống thoải mái, con trả tiền. Úi giời ơi, thằng con mời thầy. Thầy được không? Được. Cho hai chén rượu. Hai chén đi, 20 chén cũng được. Vâng, tí giả. Ôi, cứ suốt ngày ngồi đây nhậu nhẹt, say xỉn như thế thì hỏi tại sao mà không bị trộm đồ. Mà này, bắt được trộm rồi. Hả? Bắt được rồi. Bắt được rồi á? Bắt được rồi. Ôi, tốt quá, tốt quá thầy ạ. Ôi, quá may quá, có cô nụ ra đây rồi. Cô nụ thanh toán tiền hộ tôi cái. Cứ cho chồng ra đây uống rượu, nợ nay nợ mai, nợ đầm nợ đìa ra. Chị yên tâm, có nợ thì em sẽ trả nhá. Nhưng mà này, trên đời người ta bảo ấy là nhất tội nhì nợ. Cháy nhà mới ra mặt chuột. Ôi dồi ôi, bây giờ mới lòi cái đuôi ra. Nợ thì em nợ, em sẽ trả. Nhưng mà tội á là tội nhà chị nhá. Tội gì nhà tôi? Trời ơi, tội nhà chị ở trên đình kia kìa. Chị lên mà xem đi. Con nhà chị nhá, đã trộm. Này, anh nói năng ở hàm hồ lắm, vừa thôi nhá. Con tôi làm sao mà phải có tội, ăn trộm cái gì của ai? Trời ơi, chẳng nhẽ tôi lại nói điêu cho nhà chị à? Chị lên đình mà xem nhá, bắt được rồi đấy. Con tôi nó ăn trộm cái gì nhỉ? Trời ơi, thế à? Thế để tôi đi lên đây. Từ từ, bây giờ trước khi mà đi đã tính tiền cho tôi nhá. Trời ơi, bao nhiêu? 42 chén. Khổ quá, con ơi là con ơi. Cái gì? Ui dồi. Ôi trời ơi, ôi cái gì mà kinh thế à? Này, tôi nói cho biết nhá, kể từ bây giờ là không đi ra khỏi nhà nữa nhá, tôi cấm cửa. Bây giờ đi về, đi lên đây. Nhanh lên. Ui dồi, mình ơi, mình đi trước đi. Mình đi trước, tôi theo sau. Mình đi đi ạ. Mời mình. Ui. Tội to rồi. Tội to lắm đấy thầy. Lên đình. Lên đình hả thầy? Lên đình. Thế đi người không à? Con có cái ý này. Hả? Chưa bao giờ thầy với con mà uống rượu mà xem ca hát hay xử án gì hết. Đúng. Thế lần này có xử án thì mình quắp chai rượu đi. Mình vừa uống rượu, mình vừa xem xử án thầy ạ. Được, cầm đi à? Vâng. Mình cứ cầm. Vợ con nó khác giả. Thế thì đi thôi. Đi thôi. Đi thôi. Truyền giải phạm nhân vào. Dạ. Quỳ đi. Vậy. Dạ. Quỳ xuống. Quỳ xuống. Dạ. Văn Thóc. Dạ. Nhà ngươi còn nhỏ tuổi, vậy mà đã có hành vi trộm cắp thế này à? Dạ. Bẩm quan, con đâu có ăn trộm đâu ạ. Ôi trời ơi. Đang chứng con... vật chứng rành rành mà vẫn còn cãi được. Dạ, bẩm quan à. Con nó làm điều tội gì đâu mà bắt nó lên đây à? Cháu nó ngoan lắm, từ xưa đến giờ nó có gây tội gì đâu à. Ôi trời ơi. Dạ. Ngoan đâu mà ngoan. Này nhá, nó lợi dụng lúc chúng tôi say rượu, nó vào nó trộm con gà nhà tôi, thì ngoan cái gì mà ngoan. Im cái mồm đi. Mất gà đổ cho con nhà người khác. Đấy. Bẩm quan ngoan quá à. Đấy. Bẩm quan, thằng Thóc này rất nhiều lần sang nhà con ăn trộm gà, ăn trộm chó, nhưng con bỏ qua. Lần này chính nó đã vào tận buồng nhà con lấy trộm nữ trang. Gia nhân nhà con bắt được, bắt tận tay dây tận trán, còn cãi nữa không? Dạ bẩm quan, tang chứng vật chứng đã rõ ràng rồi ạ. Bẩm quan, ngoan với cháu quá. Thị Tú, không cần phải kêu oan. Sự việc đã rành rành như thế này rồi mà vẫn còn kêu oan được à? Dạ. Văn Thóc. Dạ. Nhà ngươi có nhận tội không? Dạ, bẩm quan là lỗi không phải do con ạ. Ngươi còn nỏ mồm cãi được à? Tang chứng vật chứng rõ ràng rồi. Bắt được quả tang, ngươi đột nhập vào nhà Phú ông lấy trộm, thế mà bây giờ lại không nhận tội. Dạ. Thế không phải ngươi thì ai? Dạ bẩm quan là... Nói! Là do U con ạ. Sao lại do U? Dạ. Ngươi dạ. Ăn trộm thì tại sao lại là U của ngươi? Dạ bẩm quan, chuyện là... Thằng cu Thóc hôm nay đi học làm sao mà về muộn thế nhỉ?
Sốt hết cả ruột. Ôi giời. Con chào U ạ. Con đi học về rồi đấy, làm dạ. Sốt ruột quá. Thế sao hôm nay học chữ gì mà về muộn thế? Dạ, hôm nay thầy dạy cho con chữ nhân U ạ. Chữ nhân à? Dạ vâng. Thế chữ nhân viết như thế nào? Dạ, đây, con viết thử cho U xem nhá. Ơ, thôi chết. Chữ bút này đâu ra đấy? Thôi chết rồi. Con mượn của bạn tí, xong con quên không trả bạn. Lại cầm về mất rồi U ạ. Thế nó không nhắc gì à? Dạ không ạ. Nó không nhắc gì là nó quên đấy, không được gì phải trả. Ồ, chắc là bạn quên thật. Hai thằng đi về với nhau mà bạn cũng chả nhắc gì con cả. Thì thế, nó quên thì cũng quên luôn, không phải trả con ạ. Thế là mình có bút luôn hả U? Ừ. Thì con đỡ phải mượn. Nhưng mà nhỡ mai cầm đi học bạn lại nhận ra bút của bạn thì sao? Làm sao mà nó nhận ra được? Thì đây, bạn ấy còn khắc cả tên vào đây nữa. Ôi giời ơi, chuyện bình thường. Nó khắc được, U cũng khắc được. Đi vào đây, U lấy con dao U đẽo đi là xong. Ý, thế là lại có bút. Thế là có bút rồi, đi vào đây. Dạ bẩm quan, chuyện là như vậy ạ. Dạ bẩm quan là chỉ là cái bút cho nhỏ thôi ạ. Không phải chỉ vì cái bút, mà cái thằng này ấy, nó còn trộm cả cái con gà thống tiến của nhà tôi và bê hẳn cái con chó đá đang nhe răng cười đi bán. Này, ông đừng có mà đặt điều nhá. Kìa con nói đi. Đúng không? Ông có đặt điều đúng không? Dạ. Dạ thưa quan. Chuyện là uống đi. Mời thầy. Anh là ai nhỉ? Anh là ai nhỉ? Thầy say rồi. Say. Thầy không biết con là ai à? Tôi nhìn anh nó quen quen. Ui giời, chết. Thầy uống chén này đi. Uống. Rồi con sẽ giải thích với thầy con là ai. Tôi mời anh nhá. Con uống rồi. Mời anh. Ui giời. Say quá rồi. Không, ai bảo thì ai bảo là say. Nhưng mà say con rót mùi thời. Thế anh bảo anh là con tôi thì anh lấy cái đứa nào nhà tôi? Ôi ơi thầy ơi. Con là chồng của con Lụ. Con Lụ là con gái của thầy. Thầy, nó lấy con Nụ nhà tôi đấy. Nào, uống. Uống nhá. Con mời bạn. Thằng này nào nhỉ? Thằng này bạn. Ôi, thì bạn này là bạn rượu, bạn nhậu. Còn thầy vẫn là một người thầy, vẫn là một người cha. Người. Anh nhớ là tôi là thầy anh ấy, là cha anh ấy. Trời ơi cơ, thầy cha nhà anh là say hết cả rồi đấy. Không ai đâu. Bà ơi, để uống nãy giờ là mấy quai rồi nhỉ? Bác uống là 9 chén rồi đấy ạ. 9 chén cơ? Vâng. Tôi nhớ là thất bát thôi. Thất bát cái gì? Từ lúc mà bác chưa đến đây ấy, thằng này nó đã uống một chén rồi. Thằng rẻ này, mày dám uống trước của ông một chén. Trả tiền đi. Thế à? Ôi, cho con nợ nhá. Nợ nhưng mà ai nợ tao? Trời ơi, tôi trả nào. Thế trả tiền đi rồi đi về nào. Đi về thầy ơi. Thế lại nợ à? Ngày nào tôi qua đây nhìn thấy bà tên nợ nhá. Nợ cũ chưa trả, giờ lại nợ. Thôi, thông cảm nhá. Nợ mai ra trả tiếp nhá. Nó đi say về. Quá. Đây, bên này. Ôi dồi ôi, bán hàng thế này thì chết. Suốt ngày chịu. Ôi dồi, mày đi đâu đấy hả con? Có còn ai ở quán không? Đi rồi. Ê. Lấy ở đâu con gà đấy?
con vừa ăn trộm ở nhà bà Tám. Thế dạy sao lại ăn trộm? Thì hôm qua U bảo là U thèm thịt gà, thì hôm nay con đi kiếm gà lại con thịt cho U ăn thì còn gì. Cô chỉ giả vờ thế thôi. Con lấy nhà ai đây? Lấy nhà bà Tám. Bà Tám? Vợ cái lão Chín hả? Vâng. Ôi trời ơi, con lấy cái nhà cái thằng cha là phải. Lần nào đến đây uống rượu của U cũng chịu. Ừ. Đấy, vừa uống lạnh rượu đây này. Lấy nó là phải. Ừ, vâng. Ui. Béo quá rồi, thế này thì thịt ngon lắm đây. Mà từ giờ nhá, U không cần phải mua thức ăn nữa. U thích ăn cái gì, U cứ bảo con là con đi kiếm về cho U ăn. Thế là mày lớn hơn đấy con ạ. Biết thương U rồi đấy. Chuyện U. Mà U, U có thích ăn thịt chó không? Có. Mai ấy, con sẽ bắt chó nhà lão lớp. Đi qua hôm nào nó cũng lườm con, dạo này con ghét nó lắm rồi đấy. Thế thì phải thịt luôn, thịt luôn con ạ. Vâng, thế thôi, U bán hàng đi để con về thịt gà. Con đi đây. Thế tại sao mình lại đẻ ra thằng con ngoan thế chứ lị? Ê dạ, dạ bẩm quan ạ, con gà cũng chỉ là để ăn thôi ạ. Mà nó chỉ to hơn cái mút một xí xíu thôi ạ. Cái bút là nhỏ, con gà thì chỉ là để ăn thôi. Muốn ăn thịt gà thì phải nuôi gà hoặc là mua gà về mà ăn. Tại sao lại đi bắt trộm của người khác để mà về ăn? Như thế không phải là chuyện lớn à? Con gà ăn vào mồm rồi, rồi nó sẽ nảy sinh ra những chuyện khác nữa. Dạ bẩm quan ạ. Dạ bẩm quan oan cho con quá ạ. Con chỉ nói với cháu thế thôi chứ con có bảo nó đi lấy đâu ạ. Dạ. Thị Tú. Dạ. Từ một cái bút của con thị mà thị đã không dạy con nghiêm khắc, để sinh ra chuyện con gà, con chó, và giờ đây là dám đột nhập vào nhà người khác lấy trộm vàng bạc châu báu. Thị đã biết lỗi của mình chưa? Dạ con biết rồi ạ. Thị đã biết lỗi rồi thì cũng đã muộn. Văn Thóc nghe phán đây. Dạ. Văn Thóc tuy còn nhỏ tuổi nhưng không chịu học hành lao động, rèn giũa tư cách đạo đức, trộm cắp hết lần này đến lần khác. Này, xã tuyên phạt Văn Thóc buộc phải bồi hoàn tất cả những gì đã lấy trộm của người khác. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, quan ơi, ôi trời ơi. Sau nữa, Văn Thóc buộc phải lao động công ích cho làng một năm. Văn Thóc có phục không? Dạ bẩm quan, con xin nghe. Qua sự việc của Thị Tú và Văn Thóc, đây cũng là bài học cảnh tỉnh cho tất cả mọi người về việc dạy con cháu. Mọi người phải nhớ, các cụ xưa đã dạy, bé không vin, lớn gãy cành. Mọi người rõ cả chưa? Dạ rõ. Dạ. Giải tán. Dạ. Con ơi ạ. Dạ. Con đợi ơn quan ạ. Quái lạ nhỉ. Sao lại thiếu được nhỉ? Không được. Thiếu tiền của mình. Như có ma. Ông! Ông! Ô hay. Ông! Ui giời ơi. Mới sáng này ra bà làm cái gì mà bà hét lên như là cái còi ấy. Ông có lấy tiền của tôi không? Tiền nào mà tôi dám lấy của bà? Tiền tôi để trong này.
Rõ ràng là tôi đếm rồi mà bây giờ mất. Ô hay, bà buồn cười nhỉ. Tiền bà để đâu chỉ có mình bà biết. Bây giờ bà mất mà lại hỏi tôi thì tôi biết làm thế nào. Thế nhà có ăn cắp à? Hay nhà có ma? Này, có khi nào thằng Nô nó lấy không? Thằng Nô, thầy nó bảo nó cũng chả dám. Bà cứ kiểm tra lại xem bà có tiêu vào việc gì không. Tôi kiểm rồi. Rõ ràng là thiếu tiền của tôi. Thiếu bao nhiêu? Một trinh. Hả? Bao nhiêu? Một trinh. Thôi chết rồi. Hay là ông, nếu thằng Nô nó không lấy thì chỉ có ông thôi. Hay là ông lấy một trinh của tôi đi cho con nào. Hả? Ông cho con nào? Ông khai mau cho tôi nhanh lên. Bà cứ bình tĩnh đi. Cái một trinh của bà ấy thì làm được cái gì, mua được cái gì. Thế chị tại sao thiếu một trinh? Thiếu một trinh bà lại hỏi tôi thì bà tìm kỹ chưa? Trong tôi có tìm không? Kỹ rồi, ông tìm cho tôi đi nhanh lên. Tại sao thiếu một trinh của tôi đếm từ nãy mấy lần rồi. Đây chỗ á, này đủ rồi, để riêng ra, thiếu một trinh ở trong đây. Thế cái gì kia? Cái gì là cái gì? Đây 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 đây, cái gì đây? Ô. Một trinh đây rồi, mày làm cho bà tìm mày. Đủ rồi. Lần sau ấy, bà tìm nó kỹ đi. Chứ chưa gì bà đã quăng quác lên. Điếc cả tai hàng xóm láng giềng. À mà này, thế cái việc tôi giao cho ông làm đến đâu rồi? Cái việc đi đòi nợ nhà thằng Tí với nhà con Tẹo ấy, tiền đâu? Sao chả thấy ông đưa cho tôi gì cả thế? Ô, tôi nhớ là tôi nói chuyện với bà rồi chứ. Chưa? Nói lúc nào? Tiền đâu? Thì tôi sang tôi đòi, nhưng mà nó bảo là thầy nó ốm, xin khất vài bữa. Sư nó chứ, con lật lẹo, lướt lẹo, lật lọng. Sao thế? Hôm trước tôi sang, thì nó bảo là bà nó ốm. Thế ông sang, nó lại bảo là thầy nó ốm. Tiên nhân con này, thế thì khéo không khéo từ giờ đến Tết là cả họ, cả hàng, cả hốc, cả lò, cả lũ nhà nó rồi ốm hết ý. Thôi, bà bớt cái miệng lại. Bà cứ nói năng độc địa như thế. Thế bây giờ người ta già, người ta ốm là cái chuyện bình thường. Mai kia bà già, bà cũng ốm ý. Chị hùi cái mồm ông, có ông ốm ý. Sư nhà nó, lúc đi vay thì ngon ngọt. Bây giờ đến lúc già thì hết người nọ ốm đến người kia đau. Sao mày sang đây? Bà đấm vào cho mày vay. Tôi kiểm tra rồi, đúng là thầy nó ốm thật. Cứ cho nó thư vài bữa đi. Ông chỉ được như thế bà làm sao? Ông cứ hiền như thế thì làm được cái trò trống gì? Thì tôi làm những cái gì bà sai tôi? Thế ông là cái gì ở trong gia đình này? Thì tôi là chồng bà. Chỉ được cái gì? Lẹo ra. Không được cái tích sự gì cả. Ông không được một cái tích sự gì luôn ý. Tôi không được tích sự gì, thế tôi đi nhá. Ông có giỏi thì ông đi luôn đi. Đi đừng về nữa. Ông ơi. Dạ bẩm ông. Sư ai rồi chứ. Mày coi tao như hình nhân thế, mạng như người vô hình ở đây ấy. Mày vào mày chỉ ông mày thôi. Mày thích ông mày không? Hả? Chết. Dạ. Bẩm bà. Bẩm ông. Có chuyện gì? Dạ thưa ông, cô huynh trưởng của ông đang đợi ở ngoài cửa đấy ạ. Bác cả sang à? Dạ vâng ạ. Ra bảo bác cả là ông bà không có nhà, hẹn bác cả khi khác. Này, đứng lại. Sao bà lại nói như thế? Dạ, bác cả sang đây chả có việc gì hết, sang toàn để vay tiền. Dạ thưa ông, bà nói đúng đấy ạ. Cái thằng này, bác cả sang đây chắc gì đã là vay tiền. Nhỡ nhà có công chuyện gì thì sao? Dạ, lần nào sang chả vay tiền. Dạ thưa bà, ông nói đúng đấy ạ. Mày thì biết cái gì? Thì rốt cuộc có cho vào không ạ? Có chứ, cho bác cả vào chứ.
Thế cho vào bánh. Sao mình cứ nghĩ ngay là bác cả sang đây là vay tiền, nhỡ có công chuyện gì thì sao? Này, tôi nói luôn nhá, bác cả sang đây mà vay tiền nhá là không có đâu nhá. Thóc đâu mà đãi gà rừng. À, dạ, ôi. Chào cô dạ, chú. Chào bác. Bác vào bác trong này. Bác cả, em chào bác ạ. Em mời bác vào chơi ạ. Dạ, em mời bác uống nước. Sao dạo này chẳng thấy bác sang chơi với vợ chồng em thế? Chị với các cháu có khỏe không ạ? Anh là có việc rất là gấp. Dạ, em mời bác uống nước ạ. Dạ. Thầy nó uống nước này. Bác thế có chuyện gì thế bác? Việc vợ của anh. Vâng. Đêm hôm qua. Nghe đây này. Tự nhiên bà đây lại đổ bệnh. Đau bụng quằn quại. Ủa thế ạ? Thế là thầy lang đến thì bảo phải chữa gấp. Nếu không thì là rất nguy hiểm. Ủa thấy thế? Chưa? Ôi dồi ôi, khổ thân bác cả. Thế bác cả có sao không hả bác? Có sao không ạ? Có ăn uống được gì không ạ? Đấy, miệng cấm khẩu toàn uống nước thôi. Bây giờ thầy lang đang chữa mà bảo là bây giờ phải có tiền để bốc thuốc. Ôi dồi ôi, khổ thân chị tôi. Chị tôi ăn ở hiền lành có làm cái gì thất đức đâu mà sao ông trời nó đối xử với chị tôi như thế. Rồi ôi, khổ thân chị tôi quá. Thế bây giờ sao ạ bác? Bác ơi bây giờ sao ạ? Bây giờ là tôi đang rất cần tiền. Dạ. Tôi là anh, là huynh trưởng mà không giúp đỡ gì được cô chú. Vâng, không sao bác ạ. Lần nào sang cũng là nhờ vả. Dạ, không có vấn đề gì ạ. Thế bây giờ anh sang là anh muốn nhờ cô chú cho anh vay ít tiền. Vâng, vâng. Để anh về anh còn bốc thuốc cho vợ anh, vâng. Chạy chữa cho bà ấy. Bác ơi, em thương bác quá. Nhưng mà đúng lúc bác sang hỏi vợ chồng em thì em nói thật, cả nhà vợ chồng em bây giờ cũng còn xu nào bác ạ. À bác ơi bác, bây giờ hay là bác chịu khó bác sang tạm ông Phú ở làng bên, bác vay tạm đi. Ở bên đấy thì lãi hơi cao một chút, thế nhưng mà thôi còn người là còn của bác ạ. Bác cứ sang vay trước đi, rồi lúc nào vợ chồng em thu xếp được, có khoản nào vợ chồng em sẽ đưa cho bác để sang trả nợ bác nhá. Khổ quá, tôi đã sang rồi, nhưng mà ông ấy không cho vay. Sao thế hả bác? Là vì cái món nợ cũ tôi đã trả được đâu. À đấy, nhân tiện nói đến món nợ cũ, em nói thì bác đừng giận nhá. Khi không phải thì bác bỏ qua, không phải là em đòi bác đâu. Thế nhưng mà còn cái khoản vay mà bác vay em năm trước đấy là bác cũng chưa trả em đâu bác nhá. Thôi thôi. Nói ít thôi. Đang cái lúc mà chị bị như thế, thế mình xem là nhà cửa còn cái chỗ nào, có cái đồng nào mà mình... À có. Vâng vâng vâng. Đây ạ. Đây. Có à? Cái chỗ này trông thế thôi bác ạ. Thế nhưng mà cũng là để em mang đi trả nợ mà. Ủa? Đấy, đây cũng còn thôi. Thế đây, bác. Bác cầm lấy 2 trinh. Về mua cái gì ngon ngon. Bồi dưỡng cho bác gái. Khổ thân bác. Cái này bác ạ, anh em trong nhà phải yêu thương nhau, đùm bọc nhau. Những lúc hoạn nạn mới cần có nhau. Cái này là em biếu bác. Bác không phải trả đâu bác ạ. Bác cầm về, khổ thân bác gái. Thôi, tôi cũng cảm ơn cô chú. Ô kìa bác, thôi. Anh em trong nhà bác đừng ngại, bác cứ cầm đi, mua cái gì ngon ngon vào để cho bác gái. Cảm ơn cô chú, để tôi về tôi đi vay chỗ khác. Ô kìa bác. Bác ơi, bác cả ơi, thông cảm cho vợ chồng em. Bà thôi đi. Ôi dồi ôi đấy, ông thấy chưa? Tôi nói có sai đâu. Bác cả sang đây là không có việc gì ngoài việc vay tiền. Tôi đâu có ngu. Bà thôi đi, bà cứ ngồi đấy mà ôm cái đống tiền. Tôi không nghĩ là bà đối xử với lại người thân của tôi như thế đâu. Ô này, tiền phải đi liền với khúc ruột nhá. Lộn ruột, không lấy thì thôi. Càng còn. Nợ cũ còn chưa trả, bây giờ lại đòi vay mới.
thóc đâu mà đãi gà rừng. Bác trưởng họ ơi, bác trưởng họ ơi. Ai đây? Bác trưởng họ ơi. Dạ thưa bác ạ. Dạ thưa bác trưởng họ, em có việc muốn nhờ bác ạ. Dạ. Chú Thìn à? Dạ. Sao đêm hôm sang tôi có việc gì thế này? Thưa bác, em có việc cần quá nên là đêm hôm thế này em sang em cậy nhờ bác ạ. Nhưng mà chú đêm hôm thế này chú sang tôi có việc gì thế? Dạ thưa bác, vợ em nó đang bị bệnh nặng lắm ạ. Sao? Thí mới bị bệnh? Dạ vâng ạ. Dạ thầy lang nói là nếu như không bốc thuốc chữa thì vợ em không qua được đâu ạ. Trời ơi, thí mới nặng như thế cơ à? Dạ. Dạ thưa bác, cho nên là hôm nay em sang em phiền bác. Nếu bác thương em thì bác cho em vay ít tiền để em về em bốc thuốc cho vợ em ạ. Dạ. Vay tiền? Dạ. Này, mà tôi cũng nói thật với chú nhé. Dạ. Tiền đúng là tôi có thật. Dạ vâng ạ. Nhưng kẹt một nỗi, mới hôm qua thằng cả nó về nó lấy, nó làm ăn trên miền ngược mất rồi. Đâm ra... Dạ. Thế thì bây giờ em biết làm thế nào để có tiền về bốc thuốc cho vợ em được bây giờ ạ? Mà này, chú Thìn. Dạ. Chú đã sang nhà chú Ất chưa? Dạ. Em chưa sang ạ. Nhưng mà chỗ nợ cũ em chưa giả được. Bây giờ sang thì em ngại lắm ạ. Trong cái hoàn cảnh như thế này, chú cứ sang nhà chú Ất đi. Tôi nghĩ rằng chú Thím cũng có điều kiện đấy. Dạ. Vâng, em nghe lời bác. Thế sáng mai em sang ạ. Dạ, thôi. Em xin phép bác em về ạ. Ừ. Vâng. Chú về nhé. Dạ. Nhớ sang sớm đi nhá. Dạ. Ông đi đâu bây giờ mới về đấy? Đi đâu mà hỏi làm cái gì? Ồ, thì vợ chồng đi đâu thì ông phải nói với tôi một tiếng chứ. Bà vẫn coi tôi là chồng của bà. Ông, tôi không coi ông là chồng mà tôi lại sống cùng nhà với ông. Nói thế mà nghe được. Bà có coi tôi là chồng bà đâu. Đấy, vợ của anh ruột tôi ốm như thế, bà không nỡ cho vay một hào. Bà đối xử như thế mà coi tôi là chồng bà là thế nào? Hả? Nhưng mà vay nhiều quá rồi mà đã trả được đâu. Chưa trả được thì trong lúc cái khó khăn như thế, tính mạng của chị dâu bà như thế thì bà phải lo đi chứ. Chứ không nói đến chuyện đấy nữa. Bẩm ông. Dạ bẩm ông. Cái gì đấy? Dạ bẩm ông bẩm bà. Thằng này lúc nào cũng thấy mồm nó to tà to tép. Lúc nào cũng thấy nó to tà to tép. Con chót nhúng một miếng xôi ngoài kia ăn. Dạ con nhúng. Có việc gì? Dạ thưa bà, thưa ông, có ông Mộc trưởng họ đến ý kiến đang đứng ngoài cửa. Ủa? Cái thằng này, bác trưởng họ đến mà mày không mời bác trưởng họ vào. Mày phải báo cáo, đi ra mời ngay bác trưởng họ vào đây nhanh lên. Ra bảo bác về đi. Ô hay, vợ chồng mình có ở nhà mà lại bảo bác trưởng họ về đi. Mày đi ra mời bác trưởng họ vào đây nhanh lên. Cứ ra bảo bác cái về, để vợ chồng tôi sẽ sang nhà bác ấy. Sao buồn cười thế nhở? Bác ấy đã cất công sang đây rồi, bây giờ lại bảo bác ấy đi về rồi mình đi sang. Sao lằng nhằng thế? Rốt cuộc có cho vào không ạ? Ra mời bác trưởng họ vào đây. Dạ. Thế thì con cho vào. Kính mời bác Mộc trưởng họ vào ý kiến đâu ông con ạ. Bác trưởng họ à, em chào bác. Dạ. Rồi hôm nay được bác trưởng họ sang chơi không khác gì rồng đến nhà tôm ạ. Dạ, em mời bác trưởng họ ngồi ạ. À. Chào dạ. Chú Thím. Dạ. Em mời bác trưởng họ uống chén trà. Cảm ơn Thím. Dạ, em mời bác ạ. Dạ. Thế chị và các cháu ở nhà có khỏe không ạ bác? Cảm ơn Thím. Dạ. Gia đình tôi cũng bình thường. Dạ vâng ạ. Dạ thế hôm nay bác sang nhà vợ chồng em là có chuyện gì ạ? Cũng chẳng giấu gì chú Thím. Dạ. Tôi qua chú Thím cũng có tí việc đấy. Dạ. Vâng ạ. Có việc gì bác cứ chỉ thị cho chúng em ạ. Cảm ơn Thím.
Nói thật với chú thím, chuyện là thế này. Dạ. Thằng cả nhà tôi, nó đi làm ăn xa. Dạ. Tức là nó đi buôn trên miền ngược ấy. Vâng ạ. Nó có nói với tôi, hiện nay nó thiếu một chút vốn. Nó muốn nhờ sang nhà chú thím cho nó vay mấy chục quan. Có vấn đề gì đâu bác. Ai chứ, riêng chú cả thì lúc nào vợ chồng em cũng sẵn sàng ạ. Vâng. Thế chú cả định vay bao nhiêu ạ? Nó nói là nó chỉ vay mấy chục quan thôi, đến Tết nó sẽ thanh toán, bao nhiêu phần nó cũng chịu. Dạ, phần là gì ạ? Phần có nghĩa là lãi mà. Ôi giời ơi bác ơi, người ngoài vợ chồng em còn giúp được nữa là người trong họ trong hàng. Gớm, không phải lãi lờ gì cả. Ai chứ, chú cả thì em còn lạ gì. Đấy, muốn vay bao nhiêu em sẽ cho chú cả vay, không phải lãi lờ gì cả. Đấy, với lại chú cả nhiều tiền như thế, giàu như thế thì làm sao mà có chuyện không trả được bác nhờ. Vâng, cảm ơn đưa thím. Nhưng mà thằng cháu nhà tôi nó bảo là tiền bạc phải phân minh, cho nên là chú với thím cứ gì cứ tính cho cháu. Ôi giời, em đã nói rồi, không phải lăn tăn cái gì bác ạ. Vâng, thế cậu cả là định vay bao nhiêu tiền ạ? Khoảng 50 quan thôi. 50 quan ạ? Ừ. Ôi giời, thế thì cũng phải mong bác bỏ quá chứ. Vợ chồng em trong cái lúc này thì lấy đâu ra 50 quan ạ? Ok, sao lại nói thế? Sao lại không có 50 quan? Ai chứ, chú cả nhà bác trưởng họ ấy, 50 quan chứ đến 500 quan thì cũng có. Đấy, hay là bác chờ em để em vào em lấy nhỉ? Này này này, bà có 50 quan cho bác cái vay ạ? Ôi dào ơi, sao lại không có? Gơm. Hay là thôi, bây giờ bác cứ lại nhà đi. Xong rồi một lát hai vợ chồng em sẽ mang tiền sang cho bác để đưa cho cậu cả làm ăn. Ôi giời, thế thì quý hóa quá. Dạ. Tôi dạ vâng, cảm ơn chú với thím trước ơi, nhé. Ôi, dạ người vâng, trong họ trong hàng cần nhau là lúc này bác ạ. Thôi, xin phép chú thím tôi về nhé. Dạ, dạ vâng, vâng ạ, bác cả lại nhà. Bác cả lại nhà. Nô ơi, dạ, đưa ông về. Dạ vâng ạ. Này, thế bà có 50 quan để cho bác cả vay thật à? Đã bảo rồi 50 chứ 500 quan thì cũng có. Thế mà vừa rồi bà cho chị dâu bà bao nhiêu bà có biết không? Hai trinh. Tôi không thể tưởng tượng nổi bà lại đối xử với chị dâu tôi như thế đâu. Ồ, sao ông lại có thể bì tị thế nhỉ? Cho cậu cả nhà bác trưởng họ vay, ông không thấy à? Bác ấy vừa nói là cậu cả sẽ trả cả lãi đấy còn gì nữa. Thế nhưng cho chị ông vay ấy, cho chị dâu ông vay thì có đã trả được đâu. Nợ cũ còn chưa trả cơ mà. Nhưng mà chuyện của chị dâu tôi ấy là nó liên quan đến tính mạng, thì bà cho có hai sinh. Còn đây người ta vay để buôn bán thì 50 quan bà cũng không tiếc. Bà sống cứ chỉ vì tiền thì bà chỉ có sống một mình thôi. Sống một mình mà có tiền tộm sống. Thầy ơi, chú thím ất hợi sang thăm thầy đấy. Ờ, thế à? Dạ. Con mời chú thím ấy vào đây. Dạ vâng ạ. Em chào bác trưởng họ ạ. Dạ. À, chào bác trưởng. Chú thím đây à? Dạ. Dạ. Chú thím ngồi chơi. Dạ, dạ, vâng dạ. À, con đây. Dạ. Pha cho thầy ấm nước. Dạ vâng ạ. Em nhà mình càng lớn càng xinh đấy ạ. Em cảm ơn chị. Chị cũng xinh đấy. Cảm ơn em. Anh này, dạ, tôi tưởng chú thím tối mới sang thôi. À, không, em biết là bác đang cần, thế nên là hai vợ chồng em phải sang ngay ạ. Bác ơi, quý đây quá. Đây là đủ 50 quan ạ. Bác cứ kiểm lại đi ạ. Cảm ơn thím. Dạ. Mà của chú thím thì không cần phải kiểm nữa đâu. Dạ vâng ạ. Chú thím này. Dạ. Tôi nói thế này khí không phải chứ. Ban nãy tôi sang nhà chú thím ý, hỏi vay tiền ý, cho thằng cả nó làm ăn. Thực ra là tôi nói dối đấy. Thế là thế nào hả bác? Chả là thế này. Thằng cả nhà tôi, nó làm ăn thua lỗ, cho nên
bị người ta siết nợ hết rồi. Mà chú Thím ạ, cả cái nhà tôi đây nữa không chắc là có còn tồn tại không. Nó giao cả khế ước cho người ta rồi. Bác trưởng hội, thế có nghĩa là chú cả là bị làm ăn thua lỗ. Vâng. Chứ không phải là cần tiền để làm ăn, có đúng không ạ? Vâng, đúng như thế. Ôi, cái mình sao lại làm như thế? Bà cả ơi, em nói thật với bác là không giấu gì bác là cái số tiền em hứa cho bác vay như thế này cũng là em đi vay lại của người ta thôi ạ. À. Nhưng cô đã cho tôi vay rồi cơ mà. Mình sao lại nói như thế? Cái số tiền này là tôi với mình vào trong buồng lấy cơ mà. Tôi bảo ông im mồm. Cái thằng cả nhà tôi nó đang cần. Bác cả ơi, bác trưởng họ ơi, bây giờ chú cả làm ăn mà thua lỗ như thế này, không có tiền trả em thì em biết lấy ở đâu để trả cho người ta. Bác cho em xin lại. Thôi, bác cả ơi. Thôi mình. Không được đâu. Thím đã cho tôi vay rồi thì tôi phải vay bằng được. Thôi bác trưởng họ ơi, em xin bác đây, bác trả lại cho em tiền đi. Không có thế này thì em chết mất thôi ạ. Nói thật, tôi đùa đấy. Chứ thằng cả nhà tôi làm sao nó phải đi vay. Nhà tôi thiếu gì tiền. Thế là không phải là chú cả làm ăn thua lỗ hả bác? Không, không phải thế đâu. Bác ơi, em cũng đùa đấy ạ. Chú Thím này. Dạ. Ừ, tôi hỏi thật nhé. Dạ. Cái số tiền này không phải tôi vay cho thằng cả, mà tôi vay cho người khác. Chú Thím có đồng ý không? Nếu mà vay mà cứ trả cả vốn lẫn lãi thì cho vay chứ hả? Đồng ý chứ hả? Thôi đi. Thím đồng ý à? Vâng. Được. Và người ta cũng hứa là người ta sẽ trả cả vốn lẫn lãi đúng kỳ. Dạ vâng, cứ trả cả vốn lẫn lãi đúng kỳ là em cho vay hết ạ. Tôi vay hộ, Thím đồng ý, nhất trí chứ? Dạ vâng ạ. Ừ, thế thì được rồi. Cảm ơn Thím. Chú Thím. Chào cô chú. Bác cả. Bác ở bên này ạ. Chú ngồi đi. Vâng. Đây, chú cầm lấy. Tiền tôi vay cho chú đấy. Cảm ơn bác trưởng họ. Cô Hợi yên tâm, số lãi tôi sẽ lo. Thế nhưng mà... Bà mở mắt ra chưa? Hả? Trong khi chị dâu của tôi ốm tập từ nhất sinh, thì bà nói bà không có tiền, nhưng bà lại có một số tiền lớn để cho vay lấy lãi. Bà sống thế mà cũng sống được à? Hả? Cô Hợi ạ, ngày xưa vợ chồng cô chú mới lấy nhau còn đang vất vả. Chính chú Thìn đây đã sang nhờ tôi gán cái mảnh đất để đưa số tiền đó cho cô chú làm ăn đấy. Bác cả, thầy hóa ra số tiền mà bác đưa cho vợ chồng em không phải là tiền của thầy để lại ạ, mà là tiền bác gán mảnh đất của nhà bác ạ. Đúng thế. Thím Hợi ạ, tiền bạc đúng là quý thật, nhưng tình nghĩa còn quý hơn. Anh em trong nhà thì phải biết đoàn kết, bầu ơi thương lấy bí cùng. Dạ, bác trưởng họ dạy chí phải. Bác cả, thôi có khi xin phép bác trưởng họ, vợ chồng em cùng bác ra xem tình hình bác gái thế nào đi ạ. Dạ, cảm ơn cô chú. Vâng, chào bác. Các chú, cô về nhé. Dạ, chào bác ạ. Các chú, cô về.